Mục tiêu của chỉ thị này là tăng cường kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố, kéo giảm số ca nhập viện và số ca tử vong đến mức thấp nhất, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, củng cố phục hồi hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế xã hội thành phố an toàn, hiệu quả, quan tâm mở các hoạt động của khu vực sản xuất, dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân thành phố, đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới. Chỉ thị bám sát, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, quy định hướng dẫn của Bộ Y tế, triển khai từng bước thận trọng, chặt chẽ, chắc chắn theo phương châm an toàn là trên hết, an toàn tới đâu, mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn. Bám sát tình hình thực tiễn để xem xét áp dụng các biện pháp cao hơn hoặc nới lỏng giãn cách phù hợp. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hòa Bình nói. Tinh thần là không phải ngay sau ngày 30 tháng 9, trên toàn địa bàn thành phố, tất cả hoạt động được ô ạt mở, và chúng ta sẽ phải thận trọng từng bước có lộ trình để đảm bảo là an toàn, sức khỏe của người dân là trên hết. Ở trong cái phần mục tiêu chúng tôi phải nói là đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới. Nhưng không có nghĩa là người dân sẽ được ra với số lượng nó ngay một lúc, và chúng ta phải tính toán cái này. Theo đó, từ sau ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với hoạt động phòng chống dịch, chỉ thị đề nghị đa dạng hóa nguồn vaccine, huy động mọi nguồn lực để đạt bao phủ vaccine toàn dân sớm nhất, ưu tiên tiêm đủ liều cho lực lượng tuyến đầu, người có nguy cơ cao. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược xét nghiệm của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện tầm soát ở khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như chợ đầu mối, bến xe, bệnh viện, trường học, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, người dân tự làm xét nghiệm nhanh, kháng nguyên, định kỳ theo hướng dẫn của ngành y tế. Ban hành quy định quản lý và xử lý khi phát hiện F0 trong cộng đồng, trong khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu vực khác phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới, vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm gián đoạn các hoạt động. Đảm bảo 100% các quận, huyện, thành phố Thủ Đức có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, huy động mọi nguồn lực tham gia công tác chăm sóc F0 tại nhà. Ngoài ra, thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình điều trị 3 tầng, hạn chế tối đa số bệnh nhân trở nặng, kéo giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất có thể, nâng cao năng lực điều trị của hệ thống các bệnh viện, bao gồm cả các bệnh viện tư nhân, chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch, nghiên cứu thành lập khoa COVID tại các bệnh viện chuyên khoa nhiễm và bệnh viện đa khoa. Theo chỉ thị, người dân khi tham gia lưu thông sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID và ứng dụng y tế HCM, có thể hiện lịch sử tiêm vaccine cho đến khi ứng dụng PC COVID chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR, xuất trình giấy tờ như F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày. Đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm khi được cơ quan chức năng yêu cầu. Thực hiện nghiêm 5K khi có những triệu chứng ho, sốt, khó thở hoặc cần cấp cứu y tế, liên hệ ngay với số điện thoại đường dây nóng của tổ phản ứng nhanh COVID tại địa phương hoặc tổng đài cấp cứu 115. Trường hợp cần được hỗ trợ khẩn cấp về lương thực thực phẩm, liên hệ ngay với các tổ an sinh xã hội của địa phương, tổng đài 1022 hoặc đăng ký trên ứng dụng an sinh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Đặc biệt, người dân không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác. Trường hợp cấp thiết phải đi lại liên tỉnh thì phải thực hiện theo quy định. Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên như công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh, tổ chức vận chuyển người lao động về thành phố và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và quy định của Bộ Y tế. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp ranh với các tỉnh. Tại các chốt kiểm soát này tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, từng lĩnh vực. Tổ chức các chốt kiểm soát lưu động trong nội thành theo tình hình thực tế, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và tránh ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19, sáng nay tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 13 trường hợp dương tính với COVID-19 cộng đồng, trong đó có 8 bệnh nhân trong cùng một gia đình. Trong đó, huyện Nghi Lộc có một bệnh nhân trú tại xã Nghi Xuân, làm nghề buôn bán hải sản tại chợ địa phương.
12 ca còn lại ở thị xã Cửa Lò, trong đó 11 ca trú tại khối Hải Giang 2, phường Nghi Hải, trong đó có 8 bệnh nhân trong một gia đình, 1 ca trú tại phường Nghi Hòa. Tích lũy từ đầu mùa dịch cho đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.836 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi là 1.770 bệnh nhân, số bệnh nhân tử vong là 18 người. Từ ngày 1 tháng 10, Quảng Bình cho phép doanh nghiệp đón khách du lịch đã tiêm vaccine tham gia các tour khép kín. Cụ thể, khách đã tiêm 2 mũi được cấp thẻ xanh, khách mới tiêm 1 mũi được cấp thẻ vàng, yêu cầu kèm test nhanh hoặc real-time PCR âm tính. Những du khách này sẽ lưu trú và tham gia các tour khép kín, không tự do hoạt động bên ngoài. Tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn du lịch an toàn và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Để tạo tâm lý an toàn cho du khách, nhân viên tiếp xúc với khách cũng phải có thẻ xanh. Người lao động ở các bộ phận còn lại phải có thẻ xanh hoặc thẻ vàng. Tất cả sẽ được xét nghiệm định kỳ 7 ngày một lần. Người chưa tiêm vaccine chỉ được làm trực tuyến. Ông Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình, đề nghị tỉnh ưu tiên tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người làm trong ngành du lịch và cả người nhà. Quảng Bình sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp đón khách, thiết kế tour tuyến. Tỉnh cũng sẽ tạo hành lang xanh giữa Quảng Bình và các điểm du lịch thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thưa quý vị, từ rạng sáng ngày hôm nay, người dân có thể tải về ứng dụng phòng chống COVID-19 PC COVID từ App Store và Google Play để sử dụng như là ứng dụng phòng chống dịch thống nhất trên toàn quốc. Ứng dụng PC COVID chứa thẻ xanh COVID-19, thông tin tiêm vaccine, mã QR khai báo y tế và sẽ thay thế cho toàn bộ các app chống dịch trước đây. Tên chính thức của ứng dụng là PC COVID Quốc gia. Smartphone đang cài sẵn Bluezone sẽ được cập nhật lên PC COVID và đồng bộ dữ liệu cũ nên người dùng không phải nhập lại thông tin cá nhân. Tính năng của PC COVID được tổng hợp từ loạt ứng dụng phòng chống dịch trước đó như Bluezone, VHD, VNeID, sổ sức khỏe điện tử. Các tính năng này gồm cấp quản lý mã QR cá nhân và địa điểm, quét mã QR, khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa, phản ánh của người dân, thông tin tiêm vaccine, thông tin xét nghiệm, thẻ COVID-19, truy vết tiếp xúc gần, mật độ di chuyển, xu hướng lây nhiễm, bản đồ nguy cơ. Thẻ COVID-19 là một trong những tính năng quan trọng trên PC COVID. Ba màu thẻ xanh, vàng, đỏ được hiển thị tùy thuộc vào các dữ liệu của người dùng từ các hệ thống quản lý tiêm vaccine, hệ thống quản lý xét nghiệm. Đại diện Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết các tính năng của ứng dụng sẽ liên tục được cập nhật, điều chỉnh theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhằm mang lại sự thuận tiện cho người dân và phù hợp với chiến lược phòng chống dịch theo từng giai đoạn cụ thể. Thưa quý vị, để giải quyết những bất cập trong việc tự xét nghiệm COVID-19 của đội ngũ shipper ở thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Việt Nam khỏe mạnh đã bắt đầu ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc xét nghiệm miễn phí cho toàn bộ shipper trên địa bàn thành phố. Điểm xét nghiệm cộng đồng Tân Bình Xanh của chương trình Việt Nam khỏe mạnh trên đường Trường Sơn, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế hẹn khung giờ có mặt để khai báo thông tin trên ứng dụng Việt Nam khỏe mạnh và chỉ cần vài thao tác đơn giản là có thể vào thực hiện xét nghiệm. Chương trình test miễn phí, mình thấy mô hình này test rất là nhanh, với lại mấy em nó hướng dẫn rất là nhiệt tình, với lại ra kết quả rất là lẹ trên máy. Khi muốn đăng ký vào cái trang web của Việt Nam khỏe mạnh á, mình chỉ cần lấy mã của QR bên Zalo á, quét vào đăng ký trong vòng 2 phút là xong rồi. Dạ, tới rất là nhanh ạ, tới làm thì trong vòng khoảng 5 phút là bắt đầu đi test được rồi. Dạ, đối với em thì nhanh, chỉ xét nghiệm đi thông tin 5 phút, vào xét nghiệm 5 phút nữa ra nhanh, rất nhanh mà làm được thoải mái, tiện tình, làm có chung là em thấy vẫn ok, ổn. Thống kê sau hơn 5 ngày triển khai, đến nay chương trình này đã thực hiện xét nghiệm cho hàng ngàn tài xế công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ nhiễm bệnh trên tổng số mẫu xét nghiệm chỉ chiếm khoảng 1-2%. Tuy nhiên, các tài xế bị nhiễm có tài lượng virus CT nhỏ hơn 30 chiếm tỷ lệ lớn, nên nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao. Vì vậy, việc phát hiện cách ly kịp thời các bệnh cũng như rút ngắn thời gian chờ đợi, tránh tụ tập đông người có ý nghĩa quan trọng cho việc phòng dịch. Thủ tục sẽ được rút ngắn lại cũng như là thời gian trả kết quả sớm hơn. Dạ. Như anh thấy thì như sáng nay chúng em đã làm á, thì là các tài xế sẽ vào chỉ cần quét mã QR và có thông tin rồi vào ngồi test. Sau đó chúng em sẽ trả kết quả ngay trên điện thoại di động, sử dụng cái kết quả đó để chúng ta thực hiện các nhiệm vụ mà được giao. Rất là tiện lợi ạ. Mình đỡ phải mang theo cái giấy xét nghiệm đi rồi nó dễ. Bên cơ quan kiểm tra, bên công an rồi người ta kiểm tra thì nó cũng dễ. Bài toán cho hơn 100.000 shipper tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có thể giải quyết nhờ giải pháp công nghệ xét nghiệm thần tốc, trả kết quả qua điện thoại,
không chỉ giúp đội ngũ shipper thuận tiện trong việc lấy mẫu, mà còn giúp giảm ít nhất 50% nhân lực y tế, góp phần đưa thành phố bước vào trạng thái bình thường mới.